Cùng với chiến lược phủ vaccine đến toàn dân để giảm áp lực trong công tác điều trị bệnh nhân COVID-19, thành phố Đà Nẵng đã triển khai thực hiện hiệu quả mô hình tháp điều trị 3 tầng, góp phần giảm tỷ lệ bệnh nhân COVID-19 nặng trong đợt bùng phát này so với những đợt bùng phát trước. Thời gian điều trị bệnh nhân được rút ngắn. Bệnh viện Dã chiến Ký túc xá phía Tây Đà Nẵng đang thu dung điều trị cho hơn 700 ca mắc COVID-19. Những bệnh nhân này có triệu chứng nhẹ và vừa hoặc không có triệu chứng. Hầu hết bệnh nhân điều trị tại đây đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine ngừa COVID-19, nên tỷ lệ diễn tiến viêm phổi rất ít. Ngay khi vào viện, người bệnh được đánh giá tình trạng sức khỏe và điều trị bằng thuốc kháng virus, thời gian điều trị cũng được rút ngắn. Ở đợt 1 là bệnh nhân cứ có thể là tái dương, có thể kéo dài thời gian điều trị tới hơn 20 ngày thì họ mới ra viện được. Nhưng đợt này thì mình dùng thuốc kháng virus Monopiravir sớm thì có thể ngay ngày thứ 6 là bệnh nhân có thể chuyển âm rồi. Và thời gian nằm viện bệnh nhân dao động từ 10 đến 14 ngày theo quy định của Bộ Y tế thôi chứ không có kéo dài hơn so với đợt trước. Trong đợt bùng phát dịch lần thứ 5 này, tỷ lệ bệnh nhân nặng ở Đà Nẵng chỉ có 4 ca, rơi vào trường hợp người lớn tuổi có bệnh lý nền và chưa được chủng ngừa vaccine. So với những đợt thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 trước đây, tỷ lệ bệnh nhân nặng tại Đà Nẵng chỉ chiếm khoảng 5%. Đa số bệnh nhân nặng nguy kịch thì đều nằm ở trong nhóm bệnh nhân lớn tuổi có bệnh này và rơi vào nhóm không tiêm vaccine. Như vậy thì tôi mong rằng người dân thì nên đi tiêm vaccine để đảm bảo không chuyển nặng. Còn hiện nay thì bệnh viện phổi có đang thu dung là khoảng hơn 120 bệnh nhân nặng và số lượng bệnh nhân lớn tuổi nhiều. Chúng tôi áp dụng sớm phác đồ điều trị Bộ Y tế thì nó sẽ an toàn cho người dân hơn. Tính từ ngày 16 tháng 10 cho đến nay, Đà Nẵng ghi nhận 1.390 ca mắc COVID-19. Đến nay đã điều trị khỏi bệnh và cho xuất viện 396 trường hợp. Theo các bác sĩ, đối với những bệnh nhân đã tiêm vaccine nhưng bị mắc COVID-19, thì tỷ lệ chuyển từ mức độ trung bình sang mức độ nặng và từ mức độ nặng sang nguy kịch ít hơn hẳn. So với các đợt dịch trước, những trường hợp bệnh nặng nằm hồi sức, bệnh nhân được chăm sóc toàn diện để hạn chế hết bệnh diễn tiến nguy kịch.